Mai sau lớn lên
thể nào quên ngày xưa hay dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Dưới trên bục giảng có hạt bụi nào vương trên tóc thầy. Em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm vì bụi phấn để cho em bài học hay. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Mai sau lớn lên người làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi.
Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, Trường Kỹ thuật Đà Nẵng được thành lập năm 1962 và tính tới hôm nay là gần hơn 21 năm. Đã qua 51 năm nhưng mà thật ra Trường Kỹ thuật Đà Nẵng chỉ tồn tại có 13 năm. Sau năm 1975, Trường Kỹ thuật Đà Nẵng được đổi tên và được đổi nhiều tên khác nhau. Tuy không còn tên, nhưng trong tim của mỗi người đã từng công tác, học tập tại Trường Kỹ thuật Đà Nẵng, thì Trường Kỹ thuật Đà Nẵng vẫn là một cái dấu khắc trong tâm hồn của những người đã trải qua cái ngôi trường đẹp nhất Việt Nam thời bấy giờ. Các thầy cô sau này vẫn còn tự hào khi gặp những người học trò cũ, là thường giới thiệu anh này chị này là học trò cũ của tôi ở Trường Kỹ thuật Đà Nẵng. Và chúng ta những học sinh của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng cho tới giờ phút này sau 51 năm vẫn còn tự hào tôi là học sinh Kỹ thuật Đà Nẵng. Với ý nghĩa đó, chúng tôi thường tập trung gặp mặt nhau vào đầu tháng 3, chủ nhật đầu tháng 3 của hàng năm. Và lần này là lần thứ 29, chúng ta gặp nhau để nhắc lại những kỷ niệm, nhắc lại những niềm tự hào của mái trường xưa và thầy cũ. Trước khi bắt đầu của cái buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi đề nghị các em khóa cuối cùng của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng sẽ hợp ca bài Tri Đoàn Ca, còn gọi là bài Kỹ thuật Hạnh Phúc của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Xin mời. Thầy Tôn Thất Liệu,